6250 tặng 3 phần quà. Tạp dề, lọc gió tiêu chuẩn Euro 5 và buji. Tính ra các bạn mua chỉ còn giá là 5. Ôi ôi, mức giá quá hợp lý anh em. Rồi anh em lưu ý nhá, cái mức giá này, cái chương trình khuyến mại này mình chỉ duy trì từ 15 cho đến 30 tháng 11 thôi. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện máy Minh Sơn. Các bạn có thể thấy được trước mặt tôi đây là chiếc máy cắt cỏ Kawasaki TJ53. Mẫu máy này thì được triển khai ở thị trường Việt Nam khoảng tầm 3 năm rồi và chất lượng của nó đã đi sâu vào người tiêu dùng, nó được khẳng định một cách rõ ràng. Chiếc này thì nó có piston lên đến 44 ly, trong khi đó thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó rất ít. Dòng này rất là ổn định và được rất là nhiều bác ưa thích. Mẫu máy này thì rất là nhiều bên bán và hôm nay Điện máy Bình Sơn có một chương trình cực kỳ hot anh em nhá, chương trình cực kỳ sốc khuyến mãi tặng quà cho anh em. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 nhá. 15 đến 30 anh em tranh thủ mua thời điểm này, mình sẽ tặng cho các bạn những phần quà cực kỳ giá trị. Ở Điện máy Bình Sơn chúng tôi thì đã không chơi thì thôi, mà đã chơi thì phải lớn. Giao gì đấy? Còn lớn như thế nào thì anh em cùng nhau theo dõi nha. Khi các bạn mua cắt cỏ Kawasaki TJ53, vấn đề của các bạn gặp ở đâu? Vấn đề các bạn gặp ở cái phần lọc gió này đúng không? Cái mẫu Kawasaki TJ53 xuất sang thị trường Việt Nam thì không được trang bị những cái lọc gió châu Âu tiêu chuẩn. Đây các bạn nói, thấy chị nó chỉ mút thôi đúng không? Và rất nhiều anh em ở Tây Nguyên sử dụng những cái máy Kawasaki TJ53 dính cái lọc hút này thì nó lọc không sạch không khí đưa vào buồng đốt. Chính vì vậy chúng tôi Điện máy Bình Sơn tặng ngay cho các bạn một chiếc lọc gió tiêu chuẩn Euro 5. Lọc gió này là lọc gió hãng nhá, hàng xịn của TJ53 luôn. Và lọc gió này chỉ được Kawasaki trang bị khi bán Kawasaki sang thị trường châu Âu. Còn đối với thị trường Việt Nam đấy thì các bạn thấy đấy, nó có bán cho mình cái lọc gió này đâu. Đấy, và cái lọc gió này mình sẽ tặng cho các bạn nhé. Tặng một lọc gió này. Lọc gió này thì hiện tại đang bán ở Điện máy Bình Sơn với mức giá là 120.000. Mình tặng luôn cho các bạn. Ok, một phần quà đúng không? Tiếp theo, mình sẽ tặng cho các bạn một cái buji Reload L7RTC có trị giá là 45.000. Anh em thấy máu chưa? Buji này thì là có điện trở nha các bạn nhé, có điện trở thông số tương đương với cả buji PPMR7A của NGK luôn. Lõi đồng đầu đúc và có lõi đồng đầu đúc và có điện trở các bạn nhá. Đây, cái cực của nó thì có xứ bảo vệ luôn nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cái buji này. Và khi các bạn sử dụng những dòng máy cắt cỏ công suất lớn như thế này, mình sẽ tặng cho các bạn một cái buji Reload L7RTC được sản xuất tại nhà máy top 4 thế giới, dựa trên tiêu chuẩn quản lý TS16949. Đây là một trong những cái buji chất lượng cực kỳ tốt nhá. Anh rất nhiều anh em trải nghiệm rồi. Mình bán khoảng được tầm 7 đến 8.000 cái trong vòng 7 hôm. Anh em thấy chất lượng của buji với mức giá này rất là hợp lý đúng không? Tặng cho các bạn một phần quà trị giá 45.000 nữa là buji Reload L7RTC. Rồi có một phần quà giá trị lớn hơn nữa, đó chính là một chiếc tạp dề. Nope. Reload. Các bạn có thể thấy được chiếc tạp dề này. Tạp dề này thì Điện máy Bình Sơn chúng tôi triển khai ra khoảng tầm một nửa năm rồi và rất nhiều anh em phản hồi cực kỳ tốt về cái tạp dề này. Cái tạp dề này nó sẽ thay cho các bạn sử dụng những cái bao tải diêm rúa bẩn thỉu thông thường. Cái tạp dề này nó sẽ che kín từ phần chân cho đến phần ngực các bạn luôn, để cho các bạn sử dụng máy móc không ngại bắn bẩn vào người và giúp cho những cái áo của các bạn, áo lao động của các bạn ấy, nó sạch sẽ hơn. Và một số anh em lo ngại cái tạp dề này có nóng không thì không nóng nhá, không nóng tí nào cả, bởi vì đằng sau nó hở hết luôn, nó chỉ quay về phía đằng trước thôi. Nó có thể biến thành quần cũng được và có thể sử dụng thành tạp dề chạy chắn rộng cũng được. Cái tạp dề này là được Điện máy Bình Sơn chúng tôi bán với mức giá là 215.000. 215.000, anh em thấy không? Quá giá trị đúng không? À, cần Kavi nhá các bạn nhá. Cái Kawasaki này là các bạn mua theo Kawasaki cần Kavi. Cần Kavi nhá. Đây anh em xem view kỹ hơn. Kawasaki này có rất nhiều loại cần khác nhau nhá các bạn nhá, nhưng mà cần Kavi này, Kavi là một cái thương hiệu cực kỳ tốt rồi đúng không? Anh em biết thừa cái thương hiệu này. Đây. Bắp chuối này. Cùm này, các bạn thấy cùm nó cũng khác biệt không? Rất là dày dặn và chắc chắn. Ống cần 28 ly, dày 2 ly nhá. Ống cần đường kính 28, dày 2 ly. Cần của Kavi, đầu bò
dáng hu. Đây, cực kỳ bền luôn. Siêu bền luôn. Kawasaki, Kawasaki KV. Đây. Cần này là của đơn vị KV, KV là đơn vị đại diện của Kawasaki tại Việt Nam. Khi mà mua cái cần Kawasaki này thì các bạn thấy có thêm những cái gì nhá. Mình show cho bạn luôn, có một đôi găng tay, một cái mắt kính. Đấy, và T lục giác rất là to, dày dặn. Đồ nó chất như này cơ mà. Đây, tuýp mở. Rồi, ốc, tô vít, cà lê. Các bạn thấy chưa? Dao này, anh em nhìn thấy dao nhá. Dày 2 ly, cực kỳ đẹp luôn. Dày 2 ly chất thép SK35. Đó. Rồi dây đeo này, dây đeo nó xịn sò như này cơ mà. Dây đeo này có đệm nhá, có đệm dày, cực kỳ dày luôn. Đệm dày, cứng, khóa chắc chắn. Đấy, dây đeo này có là dây đeo hai vai luôn. Rồi tay ga này, mỏ vịt. Tay ga phải mỏ vịt. Đấy, tay ga trái, tay ga bóp mỏ vịt nhá. Chắn cỏ này, cực kỳ dày luôn. Siêu dày, để giúp các bạn sử dụng an toàn hơn. Rồi, tổng kết lại cái video này, khi các bạn mua TJ53 cần KV có mức giá là 6.250.000 thì các bạn sẽ được tặng theo, quà tặng theo ấy là một cái lọc gió tiêu chuẩn Euro 5 hàng xịn chính hãng trị giá 120.000, một cái buji reload L7RTC trị giá 45.000 và một cái tạp dề reload trị giá 215.000. Tổng kết lại phần thưởng của chúng ta bao gồm 3 thứ này, giá sẽ là nào? 120.000 này cộng 45.000 là 165.000. 165.000 cộng 215.000 là bao nhiêu nhỉ? Quà tặng trị giá 380 nhá. 6.250.000 được tặng quà giá, quà tặng trị giá 380, thì tính ra cái máy này của các bạn mua là còn bao nhiêu tiền nhỉ? Tính ra các bạn mua chỉ còn giá là 5.870.000. Ôi ôi, mức giá quá hợp lý anh em. Rồi anh em lưu ý nhá, cái mức giá này, cái chương trình khuyến mại này mình chỉ duy trì từ 15 cho đến 30 tháng 11 thôi. Vì tùy theo từng thời điểm, có những thời điểm hãng hỗ trợ thì mình có những mức giá tốt để cung cấp cho quý vị các bạn để chạy những chương trình khuyến mại. Rồi, cần KV nhất rồi, không có nhị rồi. Rồi, ba món đồ quà tặng, lọc gió tiêu chuẩn, buji rốt, tạp dề, được chưa ạ? Rồi, còn khi các bạn mua theo máy thì có gì? Có kính này, có găng teo, có găng tay, có dao, đầy đủ để cho các bạn sử dụng rồi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like và subscribe kênh nhé. Bật chuông thông báo để tôi cập nhật những video mới nhất. Mình tin cái thời điểm này là cái mức giá rất là hợp lý để cho các bạn có thể sử dụng rồi. Còn TJ53 này tùy theo cái mức cần, tùy theo từng loại cần giá khác nhau nhé. Cần KV này là giá loại, cần KV là loại tốt nhất rồi, tốt nhất ở trên thị trường hiện nay với mức giá đấy rồi. 6250 tặng 3 phần quà, tạp dề, lọc gió tiêu chuẩn Euro 5 và buji. Rồi, nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau nhé.